Được quan tâm nhất lúc này, đoàn khách Ấn Độ 4.500 người sẽ được phục vụ như thế nào khi tới Hà Nội? Đoàn khách 4.500 người sẽ được chia thành các nhóm nhỏ, dự kiến sẽ lưu trú tại các khách sạn 5 sao đẳng cấp, bao gồm Intercontinental Hà Nội Landmark 72, Melia Hà Nội, Movenpick Living West Hà Nội, Pan Pacific Hà Nội, Novotel Hà Nội Thái Hà. Đại diện các cơ sở lưu trú này nói, đoàn khách hầu như không có yêu cầu gì về lưu trú, nhưng đặc biệt quan tâm đến vấn đề ăn uống. Movenpick Living West Hà Nội sẽ sử dụng toàn bộ đại sảnh ở tầng 1 làm nơi dùng bữa của đoàn khách. Sẽ thuê đầu bếp Ấn Độ phục vụ riêng các món quen thuộc cho nhóm khách, bên cạnh các món đặc trưng của Hà Nội như phở, bún cá, chả cá, món tráng miệng làm từ cốm làng Phòng. Novotel Hà Nội Thái Hà, thực đơn được đổi hàng ngày và do đội ngũ đầu bếp chuyên món Ấn Độ của khách sạn chuẩn bị, chế biến theo khẩu vị nhiều vùng miền để làm hài lòng đa dạng khách. Intercontinental Hà Nội Landmark 72 cung cấp các món Ấn Độ truyền thống, chay và thuần chay. Đoàn khách sẽ được phục vụ các món ăn Ấn đặc trưng từ khắp vùng miền. Tất cả các dụng cụ nhà bếp phục vụ món ăn Ấn Độ cũng nhập từ nước bản địa. Melia Hà Nội phục vụ toàn bộ đêm gala dinner của 6 đoàn khách Ấn Độ trong thời gian ở Hà Nội, mời đầu bếp người Ấn về tư vấn và phục vụ. Hy vọng sự kiện đón đoàn khách người Ấn Độ lên đến 4.500 người này sẽ là dấu ấn khẳng định vị thế ngành du lịch Việt Nam trong những năm tới, và nước ta sẽ trở thành điểm đến quen thuộc của bạn bè quốc tế.